Em xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em xin giới thiệu đến với các bác sản phẩm que phối dành cho heo nái. Hiện tại kho bên em đang có đầy đủ các loại sản phẩm que phối nông to, nhỏ và phối sâu dành cho heo nái. Sản phẩm thì đã được kiểm tra chất lượng rất kỹ và được bọc trong ni lông kín và sạch. Khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng, giúp phối tinh cho heo đạt tỷ lệ đậu thai cao nhất. Còn đây là que phối sâu. Que phối có màu xanh, đầu xốp rất là dai mềm và đàn hồi tốt, giúp đưa tinh dịch vào tử cung sâu hơn, tăng tỷ lệ đậu thai. Kho bên em có rất nhiều. Mỗi thùng thì sẽ có 1.000 que và được in tên rất là rõ ràng ngoài hộp như thế này. Loại phối sâu thì sẽ có hai loại đầu to và đầu nhỏ cho các bác lựa chọn. Lô hàng này thì đang được chờ xuất đi cho các đại lý và trang trại toàn quốc. Đây là khu vực đóng hộp chờ xuất đi cho khách hàng rất là nhiều, sản phẩm rất chất lượng. Đây là que phối nông đầu nhỏ, phía bên này là que phối sâu. Quý khách hàng và đại lý có nhu cầu mua xỉ lẻ thì liên hệ em theo số điện thoại. Em sẽ tư vấn và gửi hàng cho các bác toàn quốc. Xin cảm ơn các bác.